Bà con ơi, làng nước ơi, bà đi cháy rồi, cháy rồi, cháy rồi. Nhưng mà nó lạnh quá à. Đang đi tìm cái thằng nung gạch, không biết có ai coi được cái livestream mình không nữa. Không biết cái sóng nó làm sao. Coi nè, sau lưng tôi mình có cái gì nè. Đó, có cái thác Upfriend. Đây, đây, không biết like thiên hạ có thấy được không à. Đây, đây, thấy không? Cháy rồi. Đây, tôi cực khổ lắm luôn đó. Biết sao không? Tôi nghe lời cái đảng đĩ nó tuyên truyền ở trong nước là Paris bị cháy rồi. Cái thằng tư bản giải chết nó tới cái giai đoạn là sắp sửa coi như là diệt vong rồi. Nó cháy rồi. Ai ngờ tôi đến là tôi tìm hoài không thấy cháy. Trời ơi, thiên địa ơi, má ơi, ông bà ơi, coi nó đẹp lung linh luôn này. Cảnh buổi tối nè, tôi quay vòng vòng coi nè. Trời ơi, thiên địa ơi, trời, nó đẹp không? Đúng là tư bản giải chết. Đúng cái từ là tư bản giải chết. Dạ chào anh Tân Thái, dạ chào các anh chị. Đây, nó giải chết. Bà ơi, nó tuyên truyền, nó nói Paris cháy rồi. Giải chết rồi, nhưng mà thật sự á, bây giờ tôi hiểu cái chữ giải chết rồi đó, biết cái gì không? Tôi giải đành đạch luôn á, tôi gần chết luôn á. Tại vì tôi tức á. Đáng lẽ tôi qua đây sớm chút xíu, tôi còn coi được nhiều cái đẹp hơn. Ai ngờ đâu tôi nghe cái lời đảng đĩ nó tuyên truyền, nó nói Paris cháy rồi, tôi không dám tới. Ai ngờ trời ơi, nó đẹp. Đẹp bà ơi, nó đẹp. Trời ơi, quay lại cho coi nè. Cái không biết thấy được không? Nó trời trời đó, cái mà trước nè. Thấy không? Nhìn không? Nó lộng lẫy. Trời ơi, nó kêu là ba lê, mình mới hiểu là gì ba lê đó. Trời ơi, nó giống như là ba lê đó. Có thấy được không? Hay là mình phải quay phim lại bỏ lên cho anh chị các bạn coi. Đây. Trời ơi, trời nó lung linh. Trời ơi. Coi nè. Qua tới Pháp đúng rồi, anh Kenny Lê qua tới Pháp rồi đó. Đây đây, đây cái gì đây? Trời ơi, cái tháp Eiffel. Hồi xưa giờ mình có trong hành không, bao giờ mới thấy tận mắt nè. Trời ơi, tư bản giải chết. Trời ơi, nó giải chết là tôi giải đành đạch luôn á. Tôi giải đành đạch, tôi muốn nhảy xuống tự tử nè. Có ai can tôi không? Ai can Du không? Không, tôi nhảy xuống sông tôi tự tử nè. Trời ơi, ban đêm nó lộng lẫy. Trời ơi, cái này qua cái live stream đó, cái độ phân giải nó thấp á. Chứ thật sự đó hả? Bên ngoài nhìn vô nó đẹp. Ôi ôi, nó đẹp. Trời ơi, ước gì cái xứ, cái xứ của thiên đàng sau chủ nghĩa của tôi đó, nó đừng theo sau chủ nghĩa, nó theo tư bản nên nó đẹp được vậy không? Trời ơi. Dạ rồi, bây giờ chị vô đào hả? Anh vô đào nói là nói cái cục gạch, đừng nói cái cục gạch nữa. Tôi đang tức. Nãy giờ đi tìm cái thằng bán gạch tại đây đang mùa đông, nó lạnh lắm. Hôm nay có 4 độ à, ở Paris nè. Tìm cái cục gạch mà nung để mà ôm cho đỡ nóng, cho đỡ lạnh. Ai ngờ đâu á, nó nói mày bị lừa rồi. Bây giờ đó cũng đi tìm cục gạch. Mà tôi tìm cục gạch tôi chọi nó đó, tôi chọi cái thằng đảng đĩ á, nó xào lờ. Cái thằng đảo đĩ xào lờ, biết không? Nó nói hả, hồi xưa hồ bả chó qua đây á, lấy cục gạch ôm để ngủ cho khỏi lạnh. Làm gì có, tôi hỏi là nhiều người nó nói trời ơi, có thằng nào ôm cục gạch ngủ? Không có. Cái chuyện đó chuyện xào lờ đó, không có thiệt. Trời ơi, làm cái gì ôm cục gạch ngủ chứ. Bởi vì tôi nói thiệt, có cục gạch tôi chọi vô mặt cái thằng xào lờ đó, hay là cái thằng đảng đĩ đó. Lừa đảo cả cái dân tộc tôi, lừa tôi nữa chứ. Trời ơi, đâu, thấy không, nhìn nó lung linh luôn. Trời ơi, nó đẹp lắm. Qua cái live stream nó nhìn không đẹp chứ thật sự ngoài nó đẹp, đẹp ghê hồn lắm. Tôi đến Paris nữa nha. Đó, tới Pháp rồi đó, Paris đó. Đứa nào đó là để sau lưng nào đó, thấy không? Có cái tháp Eiffel, thấy không? Cái đèn quay vòng nữa. Đây, ok. Đó. Bởi vì bây giờ đừng đứa nào lấy cục gạch mà ôm ngủ nha. Tôi lấy cục gạch tôi chọi cho nó đó. Đừng nói lấy cục gạch mà ngủ, không có đâu. Ai mà ôm gạch, người ta cái xứ này là cái xứ romantic, xứ lãng mạn, người ta ôm bồ ôm bịch chứ ôm cục gạch lừa đảo, đúng không? Ủa, có trọng lú ôm cục gạch hả? Ừ. Cái đó để mình hỏi lại coi thôi có không nha. Rồi tới đó nha, thôi bây giờ mình có rồi đó, để mình quay lại cho các anh chị các bạn coi chút xíu thôi. Còn á, coi chút xíu nó ghiền á, bất công nhảy đành đạch chết chứ không phải là tư bản nhảy đành đạch á đó. Đó thấy không, trời ơi nó đẹp, trời ơi lung linh luôn. Không. Dạ, ok, vậy thôi ha.